ngày 1 tháng 12 năm 2023, đã khai mạc lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2023. Đây là hoạt động triển khai nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 với chủ đề Giao lưu văn hóa ẩm thực với bạn bè quốc tế có sự tham gia của Đại sứ quán các nước Ấn Độ, Iran, Mông Cổ, Myanmar, Philippines, Malaysia, Azerbaijan với 9 gian hàng, 7 tỉnh bạn Hà Giang, Sơn La, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam với 10 gian hàng và các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội với 60 gian hàng. Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023 sẽ là nơi giao lưu, trải nghiệm những nét đặc trưng văn hóa ẩm thực, món ăn đa dạng, phong phú, đặc sắc được chế biến, trình bày công phu, hấp dẫn bởi các nghệ nhân đến từ nhiều địa phương và các quốc gia khác nhau nhằm quảng bá, tôn vinh, bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống, vùng miền, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng với bạn bè quốc tế. Đến với lễ hội ẩm thực Hà Nội năm 2023, nhân dân và du khách còn được hòa mình, trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian, thưởng thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật truyền thống, hiện đại do các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế biểu diễn, đặc biệt được giao lưu, chia sẻ những kiến thức, bí quyết của các nghệ nhân, đầu bếp nổi tiếng, những người đã thổi hồn vào nguyên liệu, thực phẩm để biến thành những tác phẩm nghệ thuật ẩm thực độc đáo, đậm đà bản sắc dân tộc.